Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Huyền huyễn Bắt đầu khế ước thần thoại cấp côn bằng. Bắt đầu mấy cái côn miêu, tiến hóa hoàn toàn dựa vào ăn. Xuyên qua sông sông vũ trụ địa cầu, phát hiện nơi này dĩ nhiên là một cái huyền huyễn thế giới, chính mình còn tùy thân mang theo một cái thú côn hệ thống, tiến hóa lộ tuyến vô số loại. Ăn một con cương thi, biến thành thi côn. Ăn một khối tiên kim, biến thành đạo kiếp hoàng kim côn ăn một vần trăng, lại biến thành thái âm thần côn. Diệp Hàng nghiêm túc nhìn chầm chầm hồ nước bên trong một đầu tiểu côn, sau đó đem một con gà mái thả vào. Hắn muốn đào tạo một giống gà trống côn mới. Mạng tiểu thuyết phi Lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương 1 Côn một ức loại phương thức tiến hóa, cầu hoa tươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Dịp Hàng. Thanh âm nhàn nhạt từ đài cao phía trước truyền đến, đánh thức dịp Hàng đầu óc trối bời. Có đệ tử. Hắn vội vàng đáp một tiếng, bước nhanh đi tới. Trên đài cao là một nam tử trung niên mặc áo bào màu tím. Hắn mặt không chút thay đổi nhìn Giang Hàng một cái, ánh mắt lại hơi dời đi, phản phất như lơ đãng cùng một đạo mỉm cười thân ảnh phía dưới vừa chạm liền rời. Đây là cá bột của anh trung niên áo tím cầm lên một cái chậu gỗ, tiện tay dùng túi lưới vớt lên trong ao lớn bên cạnh, đưa cho Diệp Hàng. Sư thúc, con cá này. Diệp Hàng cúi đầu nhìn, sắc mặt nhất thời thay đổi. Đi xuống đi. Trung niên áo tím lạnh lùng liếc hắn một cái, uy áp khủng bố tràn ngập ra, nhất thời làm cho thân thể hắn không tự chủ được trung rẩy. Diệp Hàng hít sâu một hơi, không nói thêm gì nữa, bưng chậu gỗ đi nhanh. Hắn không ngu. Tuy rằng không biết trung niên áo tím này vì sao nhằm vào mình, nhưng tình thế không bằng người, nếu lúc này còn dám nói cái gì chớ lớn thiếu niên nghèo các loại lời tàn nhẫn, đó là thuần chủng ngốc. Trở về chỗ ở của mình. Diệp Hàng ngồi ở trên băng ghế, ngơ ngác nhìn chậu gỗ bên trong quệ oải không phấn chấn mấy con cá giống, thật giống chỉ cần một giây sau, chúng nó liền muốn chết đi bình thường. Ai? Thật lâu sau, Diệp Hàng mới khẽ thở dài xuyên qua đến cái này song song vũ trụ địa cầu, đã là ngày thứ ba, mà hắn cũng cho tới hôm nay, mới triệt để làm rõ ràng thế giới này là cái gì tình huống. Nói ngắn gọn. Tự như trong những tiểu thuyết huyền huyễn kia nói, đó là một thế giới lấy thực lực làm tôn. Sinh linh thế gian, đều có thể tu hành. Mà địa cầu này, thì là ở một ngàn năm trước, mới bước vào tu hành thời đại, cho nên so với thiên ngoại những sinh mệnh khác tinh cầu, yếu hơn một chút đẳng cấp tu hành trước mắt gian hàng biết tổng cộng có năm loại tương ứng là hậu thiên cấp tiên thiên cấp vệ tinh cấp hành tinh cấp hằng tinh cấp đồng thời từng đại cảnh giới lại chia làm tiền kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh phong bốn cấp độ nhỏ dịp hàng bây giờ bất quá là hậu thiên tiền kỳ vừa mới bước vào con đường tu hành mà nơi đây chính là một cái gọi là ngư long môn tiểu môn phái nghe nói môn phái tổ sư từng cuộc khởi tại vi mạc, mang theo một con cá vàng nhỏ lan bạc thế gian, cuối cùng cá vàng hóa rồng, danh truyền thiên hạ. Chắc chắn rồi. Đây chỉ là truyền thuyết trong môn phái mà thôi. Bởi vì vị ngư long lão tổ kia, chính là nhân vật 800 năm trước, bây giờ sống hay chết cũng chưa biết được. Về phần cái gọi là kim ngư hóa long Căn cứ vào tin tức nho nhỏ, kỳ thật con rồng kia bất quá là một con dao lông mà thôi cũng chính bởi vì như thế, tiến vào nên môn phái đệ tử, mỗi cái tối thiểu đều phải bồi dưỡng ra một đầu ngư yêu đến, hơn nữa còn phải dùng tông môn hạ phát cá giống, nếu không liền không cách nào tiếp nhận ngư long lão tổ lưu lại truyền thừa. Được biết, những con cá giống này đều là hậu duệ của cá vàng hóa rồng. Đừng nói ngư yêu, cá này có thể sống sót chính là vạn hạnh. Diệp Hàng nhìn bốn năm con cá non ủ rũ trong chậu gỗ, mặt lộ vẻ cười khổ. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có nghĩ mãi mà không rõ cái kia phát cá giống tử y trung niên rốt cuộc vì cái gì muốn nhằm vào chính mình căn cứ vào trí nhớ hắn khẳng định không có đắc tội với đối phương ngồi yên một lúc lâu dịp hàng bưng chậu gỗ lên đi về phía hồ nước bên cạnh bất kể như thế nào hắn cũng phải thử một phen nếu không hắn đời này chỉ có thể làm bình thường tu sĩ không có công pháp cuộc đời này không tiến thêm một tấc hơn nữa tại gia nhập ngư long môn thời điểm, nguyên bản dịp hàng liền ký kết một cái chết tiệt hiệp ước, nếu muốn thoát ly môn phái, phế đi tu vi. Nếu không, sẽ bị ngư long môn trọn đời đuổi giết. Lấy dịp hàng hôm nay hậu thiên tiền kỳ tu vi, chỉ sợ mới đi ra tông môn không lâu, sẽ bị một đao làm thịt. Đặt chậu gỗ bên cạnh hộ, dịp hàng ngồi sổng xuống, vươn tay vớt cá giống. Mà ngay khi bàn tay anh chạm vào cá bột, một thanh âm lạnh lẽo cơ giới hóa đột ngột vang lên trong đầu Diệp Hạo, khiến hắn hoảng sợ, suýt nửa ngã xuống hồ. Kiểm tra đo lường được mấy con cá bột kém chất lượng, kích hoạt hệ thống nuôi côn. Kích hoạt xong. Xét thấy chủ ký sinh nghèo hơn, đặc biệt tặng quà cho người nuôi côn. Quà tặng nội dung là Một đầu côn miêu, một lọ đặc chế thức ăn gia súc, một bộ côn bằng pháp, cơ sở bản, một quyển nuôi côn giả sổ tay, một quyển, côn 100 triệu loại tiến hóa phương thức. Quà tặng vật phẩm đã đưa đến, xin kiểm tra nhận. Âm thanh rơi xuống. Lạch cạch. Một cái côn miêu trống rỗng xuất hiện, trực tiếp rơi vào trong chậu gỗ, nó thoạt nhìn chỉ so với bình thường cá giống lớn hơn một chút, cũng rất là hung tàn. Vừa xuất hiện, liền một ngụm nuốt hết một con cá bột. Đồng thời xuất hiện còn có một cái bình thủy tinh nhỏ, rơi trên mặt đất bên cạnh. Diệp Hàng ngây ngẩn cả người. Tay của hắn còn đặt ở trong chậu gỗ, con côn giống nuốt một con cá giống kia, đang thân mật cọ tới cọ lui ở đầu ngón tay hắn. Sớm thôi. Diệp Hàng phục hồi tinh thần lại, lộ ra vẻ kinh hỉ. Nếu như lúc này còn không biết mình chiếm được cái gì, vậy hắn thật sự là uổng chịu kiếp trước vô số tiểu thuyết tẩy lễ. Hệ thống nuôi côn trùng Tên như ý nghĩa, đây là một hệ thống chuyên nuôi côn trong tiêu giao du có giới thiệu. Bắc Minh có cá, tên là Côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm. Tuy rằng hiện tại xem ra Côn miêu này nhỏ đến đáng thương, nhưng nó không thể nghi ngờ có tiềm lực to lớn, một ngày nào đó, tất nhiên có thể biến thành quái vật khổng lồ, thậm chí tận trời hóa bằng Côn bằng pháp, dục Côn giả cần biết, Côn nhất ức loại tiến hóa phương thức, ba quyển sách này vẫn chưa thực thể hóa, mà là ở trong đầu hắn. Dịp Hàng hăng hái bừng bừng mở ra côn một loại tiến hóa phương thức. Ngay sau đó, trợn mắt khá hốc mồm. Mẹ nó, trống không? Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 02. Chí tôn bản đồ ăn, cầu hoa tươi, cầu thu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio cô một trăm triệu loại tiến hóa phương thức, sách này mở ra toàn thân trắng như tuyết, sạch sẽ không nhiễm một tia bụi nhỏ. Diệp Hàng không nói gì. Thì ra đồ chơi này chính là dùng để xem. Lúc này, cái kia cơ giới hóa mà lạnh như băng thanh âm lần nữa vang lên. Ký chủ hiểu lầm rồi. Cô một trăm triệu loại tiến hóa phương thức là ngài mỗi bồi dưỡng ra một cái mới chủng loại, liền sẽ hiển hóa ở trên sách vở. Diệp Hàng. Cho nên nói, cái này mẹ nó không phải là dùng để xem sao. Những thứ khác cũng không có tác dụng. Chờ một chút. Bỗng nhiên, dịp hàng ý thức được cái gì, kinh ngạc nói, còn có rất nhiều loại tiến hóa phương thức sao. Đương nhiên không phải. Hệ thống nghiêm túc phủ định nói, cụ thể có thể tiến hóa thành cái gì, ngài chỉ có thể tự mình tiến hành nếm thử, hữu nghị nhắc nhở. Ngoài trừ thức ăn gia súc ở ngoài, đừng để côn miêu ăn loạn cái gì. Nghe vậy, Diệp Hàng vội vàng bắt toàn bộ cá giống trong chậu gỗ lại. Nhưng mà, ta chỉ có một con côn miêu. Hắn vừa nói, tiện tay ném mấy con cá giống vào trong ao bên cạnh. Âm thanh của hệ thống không thay đổi. Mời ký chủ chăm chú đọc sách hướng dẫn nuôi côn giả. Diệp Hàng biểu môi. Hai mắt hắn hơi khép lại, trong đầu hiện ra một quyển sách nhỏ, trên bìa có năm chữ to lấp lánh. Sách hướng dẫn nuôi côn. Tâm niệm vừa động, Trang đầu tiên tự động mở ra Nhất thời Biểu tình của dịp hàng bắt đầu trở nên đặc sắc Hắn khi thì lộ ra vẻ kinh ngạc Khi thì bừng tỉnh đại ngộ Khi thì miệng giật giật Thầm mắng một câu gian thương Bất tri bất giác Một canh giờ đã trôi qua Dịp hàng chậm rãi mở hai mắt ra Sắc mặt có chút quái dị Một canh giờ này Hắn không chỉ là độc chăn nuôi côn giả sổ tay Còn con mắt hệ thống mang theo một cái công năng Hệ thống cửa hàng Côn miêu có thể mua từ cửa hàng. Tất cả côn miêu đều là hình thái ban đầu, không có bất kỳ khác biệt nào. Mà chúng nó về sau sẽ trưởng thành vì cái gì bộ dáng, còn lại là hoàn toàn xem chúng nó về sau ăn cái gì. Mà nguyên nhân là những này côn miêu đều tự mang thôn phệ tiến hóa năng lực, bị hệ thống cải tạo qua. Theo hướng dẫn sử dụng côn trùng, chúng có thể biến thành bất cứ hình thái nào. Lấy một ví dụ tương đối ghê tởm, nếu như một cái côn miêu là ăn si lớn lên như vậy nó ngày sau tiến hóa lộ tuyến cũng là hoàn toàn theo si con đường đi phát triển tất nhiên rồi nếu một con côn trùng ăn nhiều loại thức ăn khác nhau như vậy sẽ dựa theo thức ăn ảnh hưởng lớn nhất đối với nó mà tiến hóa kể từ đó chính là ngẫu nhiên tiến hóa bất quá côn miêu này giá cả thật là đắt dịp hàng chép miệng thế giới này lưu thông ngoại trừ tiền tệ bên ngoài còn có một loại tên là ma tinh thạch năng lượng thạch mà mua côn miêu liền cần tiêu phí ma tinh thạch. Một con côn miêu, một vạn viên ma tinh thạch. Mặc dù một vạn thoạt nghe đi lên cũng không nhiều, nhưng trên thực tế, đối với gian hàng bây giờ mà nói, cũng là giá trên trời. Bởi vì trên người hắn chỉ có một viên ma tinh thạch sắp dùng hết năng lượng mà thôi. Thức ăn gia súc cũng đắt, đúng là gian thương. Diệp hàng nói thầm. Trong khu thương mại hệ thống, ngoại trừ côn miêu ra, cũng chỉ có thức ăn gia súc giá khác nhau. Thức ăn gia súc tiêu chuẩn, một chai một viên ma tinh thạch. Thức ăn gia súc, một bình 10 viên ma tinh thạch. Thức ăn gia súc hoàng kim, một bình 100 một viên ma tinh thạch. Thức ăn gia súc bản chí tôn, một bình 1.000 một viên ma tinh thạch. Bất đồng cấp bậc thức ăn gia súc hiệu quả tự nhiên là khác nhau một trời một vực, không chỉ có ảnh hưởng côn miêu trưởng thành tốc độ còn đối với hắn ngày sau có khả năng đạt tới tiến hóa trình độ có ảnh hưởng nhất định chỉ có thể nói hệ thống duy nhất lương tâm chính là miễn phí tặng một cái côn miêu cùng một bình tinh trang bản thức ăn gia súc cùng với ánh mắt dịp hàng chợt lóe hắn lần nữa chìm vào trong biển ý thức một quyển sách mỏng manh hiện ra trên đó viết ba chữ to màu vàng nóng côn bằng phát ách hoặc là nói sáu chữ to bởi vì phía sau còn có dấu ngoặc ghi chú. Bản cơ sở Mặc kệ nó phiên bản gì, vô luận nói như thế nào, cũng mạnh hơn không có. Diệp Hàng mở to hai mắt, bưng chậu gỗ lên, đem thức ăn gia súc thu hồi, đứng dậy về tới trong phòng của mình, bắt đầu tu luyện côn bằng pháp. Bất tri bất giác, mười ngày trôi qua. Mấy ngày nay, Diệp Hàng mất ăn mất ngủ, vô cùng chuyên chú tu hành côn bằng pháp, đồng thời nuôi nấng côn miêu. Tu vi, cũng là chậm rãi tăng lên. Thức ăn gia súc không nhiều lắm. Diệp Hàng nhìn thức ăn trong bình chỉ còn lại chưa tới một phần mười, nhíu mày. Hắn bây giờ, ngay cả một bình bình thường nhất thức ăn gia súc đều mua không nổi, cho nên phải nghĩ biện pháp lấy được một ít ma tinh thạch, nếu không, côn miêu này sẽ bị chết đói. Nó mặc dù có thể thôn phệ những vật phẩm khác tiến hóa, nhưng cũng chỉ là thôn phệ, không cách nào lấp đầy bụng. Chỉ có thức ăn gia súc mới là thức ăn bổ sung duy nhất của côn miêu. Xem ra, chỉ có thể đi nhận nhiệm vụ tông môn. Diệp Hàng suy tư một lát rồi đứng dậy. Ngay lúc này, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo một tia tức giận thanh âm, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Diệp Hàng, ngươi đi ra cho ta. Hả? Diệp Hàng ngẩn ra. Sau đó, sắc mặt hắn trở nên cổ quái. Nếu như trong đầu trí nhớ không sai, như vậy người tới hẳn là biểu tỷ của hắn lúc trước diệp hàn có thể tiến vào cái này ngư long môn chính là dựa vào nàng trầm ngâm trong chớp mắt diệp hàn đứng dậy mở cửa phòng đập vào mắt là một nữ tử tuyệt mỹ mặc quần áo màu tím nhạt nàng lúc này mặt giận dữ mặt chỉ tiết rèn sắt không thành thép nhìn diệp hàn từ trong phòng đi ra chị họ có việc tìm em diệp hàn lười biếng mở miệng diệp hàng nữ tử váy tím hai tay chống nạnh, ta hỏi ngươi, ngươi cá giống như thế nào tất cả đều đã chết. Đã chết. Diệp hàng theo bản năng quay đầu hướng hồ nước nhìn thoáng qua, thình lình nhìn thấy, phía trên bay bốn con cá bột trắng. Chẳng lẽ chúng nó còn sống? Nữ tử váy tím tức giận mà cười. Bồ, chúng quả thật đã chết. Diệp hàng nhẹ gật đầu, mắt thấy cái này tiện nghi biểu tỷ trên mặt lại có vẻ giận dữ hiện lên, hắn không chút hoang mang cười cười, nhưng ta nhớ rõ, không phải nói chỉ cần sống sót một con cá giống là được rồi sao? Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động: ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 03. Lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức, cầu tươi. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Sống sót một cái là được. Nữ tử váy tím quay đầu nhìn phát hiện trong ao thật đúng là chỉ có bốn con cá giống, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi nuôi sống một con. Khóe môi dịp hàng khẽ nhếch lên. Hắn xoay người trở về phòng, bưng chậu gỗ ra. Cũng may, con miêu lúc trước cắn nuốt một con cá giống, nếu không bây giờ thật đúng là giải thích không rõ ràng. Này, vậy là được rồi. Diệp Hàng tùy ý đặt chậu gỗ xuống đất. Nữ tử váy tím vội vàng tiến lên hai bước, kinh ngạc nhìn con miêu sinh long hoạt hổ trong chậu gỗ, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một tia không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì ở trong mắt của nàng, cá giống này thật sự là quá lớn. Mà Diệp Hàng cũng không lo lắng nàng có thể nhìn ra cái gì. Con miêu cùng cá giống bộ dáng, cực kỳ tương tự, tối thiểu tại trong một đoạn thời gian rất dài, đều không cách nào nhìn ra bất đồng đến, chẳng qua so với cá giống bình thường lớn hơn một chút. Người nuôi như thế nào? Nhìn một hồi lâu, nữ tử váy tím mới ngẩng đầu lên, tò mò nói, nếu như ta nhớ không lầm, hiện tại khoảng cách ngươi lĩnh cá giống, chỉ qua chừng 10 ngày đi. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Hàng khẽ động. Xem ra người chị họ này vẫn luôn chú ý đến mình. Ta tự mình phối chút thức ăn gia súc. Diệp Hàng trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái cơ hội buôn bán, có lẽ, có thể ở cái này ngư long môn, kiếm một khoản ma tinh thạch. Hệ thống, ta từ trung tâm thương mại mua thức ăn gia súc, đối với những sinh vật khác có tác dụng sao? Có. Hệ thống nhanh chóng đáp lại, nhưng hiệu quả sẽ kém hơn một chút. Vậy là đủ rồi. Khóe miệng dịp hàng gợi lên một đường cong nhàn nhạt. Ngươi tự mình phối. Lúc này, nữ tử váy tím lại kinh ngạc, không dám tin nhìn dịp hàng. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Dịp hàng sắc mặt như thường, không cảm thấy chút nào đỏ mặt, dù sao hệ thống chính là của hắn, không có tật xấu có thể cho tôi một ít không? Nữ tử váy tím theo bản năng nói. Nhưng vừa mới ra khỏi miệng, khuôn mặt của nàng đã đỏ lên, tự hồ là cảm thấy ngượng ngùng, lại vội vàng bổ sung, ngươi yên tâm, ta sẽ không uổng phí ngươi. Ngươi cần cái gì, cứ việc nói với ta, chỉ cần ta có thể làm được. Chị họ đang nói gì vậy? Diệp Hàng lập tức vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, nếu là không có biểu tỷ, ta chỉ sợ cả đời đều không vào được tu hành nghe vậy nữ tử váy tím giật mình nhìn dịp hàng thật sâu chỉ là cái gì khụ khụ dịp hàng ho khan một tiếng phối trí thức ăn gia súc cần ma tinh thạch biểu tỷ ngươi cũng biết trên người ta chỉ có một quả ma tinh thạch sắp dùng hết năng lượng cho nên ma tinh thạch nữ tử váy tím chớp chớp mắt cô cười khẽ một tiếng đưa bàn tay trắng nõn ra nhẹ nhàng phất bên hông một cái túi nho nhỏ liền xuất hiện trong tay, 10 viên, có đủ hay không? Diệp Hàng trong mắt toát ra vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền thu lại, nhận lấy tay cười nói. Miễn cưỡng đi. Nhưng một mặt thất vọng này, lại không có giấu giếm được ánh mắt của nữ tử váy tím. Nàng kinh dị đánh giá Diệp Hàng vài lần, cảm giác đối phương đã xảy ra biến hóa rất lớn, tối thiểu lúc trước cùng mình nói chuyện, luôn luôn có một loại không tự tin, hiện tại cũng rất là lạnh nhạt bất quá nữ tử váy tím cũng không hỏi nhiều ai cũng có bí mật bao lâu có thể phối trí ra trầm ngâm một lát nàng nhìn cái túi nhỏ bị dịp hàng nắm trong tay dừng một chút lại nói nếu như không đủ ta có thể lấy thêm một ít lần sau nói sau dịp hàng nhàn nhạt cười cười chị họ ba ngày sau chị lấy đi được ba ngày sau ta lại đến nữ tử váy tím cúi đầu Ánh mắt nàng cùng dịp hàng nhìn nhau vài lần, sau đó nhẹ nhàng rời đi, liền muốn rời đi. Chờ một chút. Bỗng nhiên, dịp hàng gọi cô lại, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, muốn hỏi chị họ. Hả? Bước chân cô gái váy tím dừng lại, hơi nghiêng người, ngoái đầu nhìn anh, một sợi tóc đen buông xuống trước ngực, theo gió mà động. Ngươi biết 10 ngày trước, phát cá giống người tên là gì không? Không biết nữ tử váy tím xinh đẹp tuyệt trần nhíu lại, nàng trầm ngâm một cái chớp mắt, liền tiếp tục nói, như thế nào, cùng người nọ có khúc mắt. Không sao, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Diệp Hàng nhẹ nhàng nói. Hắn cũng không phải là một người lấy đức báo oán. Lấy đức báo oán, làm sao báo đức? Lấy trực báo oán, lấy đức báo đức. Cái kia phát cá giống trung niên nam tử, dụng tâm biết bao hiểm ác, nếu không phải Diệp Hàng chiếm được chăn nuôi côn hệ thống, chỉ sợ đời này đều phải dừng lại ở hậu thiên tiền kỳ nửa bước khó vào Vấy tín nữ tử cũng không có hỏi nhiều chỉ là nói câu ba ngày sau sẽ đem người nọ tin tức mang đến đưa mắt nhìn nàng rời đi dịp hàng mới lộ ra ý cười trước mắt xem ra thái độ làm người của chị họ tiện nghi này vẫn là rất tốt hiểu được tiếng thối ngay cả ngay từ đầu tức giận cũng là đối với dịp hàng tức giận không tranh giành mười viên ma tinh thạch dịp hàng rũ mắt nhìn về phía túi nhỏ trong tay ánh mắt chớp động sở dĩ để tiện nghi biểu tỷ ba ngày sau đó là vì xây dựng ra một cái hắn cần chế tác thời gian giả tượng bằng không trong nháy mắt liền chế tạo ra không khỏi quá giả chút mà trên thực tế tại hệ thống thương thành mua chỉ cần một giây mà thôi cúi đầu nhìn côn miêu vui vẻ chơi đùa trong chậu gỗ dịp hàng cười khẽ một tiếng vươn tay phải ra Bùng côn miêu nhất thời vung đuôi trên người đột nhiên bùng lên ánh sáng nhạt cuồn cuộn nổi lên từng mảnh bọc nước nhảy tới trong lòng bàn tay của hắn vô cùng thân mật dùng cái đầu to cọ ngón cái công công của hắn mà phía dưới chậu gỗ đúng là trực tiếp bị xuyên thủng tính cả mặt đất đều là xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ thủng ngắn ngủng mười ngày nó rõ ràng đã đạt tới tiêu chuẩn hậu thiên trung kỳ tốc độ có thể nói là khủng bố thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 Chương 04 Mộ thanh âm, cầu hoa tươi, cầu lai like. Bạn đang nghe tại truyện.audio Thời gian 3 ngày, thoáng qua rồi biến mất Ngày này Dịp hàng khoanh chân ngồi ở trong phòng Từ trong miệng chậm rãi phun ra một đạo bạch khí Cùng lúc đó, thân thể phát ra từng đợt bạo vang Mơ hồ trong lúc đó đúng là giống như một đầu mang hoang hung thú phát ra tiếng gào thét. Ngày mốt, trung kỳ. Hắn mở hai mắt ra, một tia tinh quang đột nhiên lóe lên. Côn bằng pháp, không thẹn là côn bằng pháp. Trong quá trình tu luyện môn cổ pháp này, Diệp Hàng thậm chí có một loại ảo giác tự thân chuyển biến thành côn bằng. Thỉnh thoảng, cảm giác bản thân phản phất hóa thành một con côn, ngao du vương dương. Thỉnh thoảng, lại giống như biến thành một con bằng, hoành kích cửu thiên. Diệp Hàng cho rằng, đây cũng không phải hoàn toàn là ảo giác. Bởi vì khi hắn tu luyện côn bằng phát, côn miêu bên trong chậu sẽ có một loại khí cơ không hiểu nối liền với hắn. Mỗi một lần thổ nạp, đều sẽ đem một ít khí tức thuộc về côn miêu hút vào trong cơ thể. Mà cổ khí tức kia, đang chậm rãi thay đổi thể chất của hắn. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, đồng thời kèm theo một giọng nữ lạnh lùng, Diệp Hàng, tôi tới đây. Diệp Hàng đáp một tiếng, liền đứng dậy mở cửa người chị họ này lúc gọi hắn cho tới bây giờ đều là gọi tên của hắn nếu là trong đầu ký ức không có phát sinh hỗn loạn cái này tiện nghi biểu tỷ tên hẳn là gọi là mộ thanh âm là dịp hàng tiểu di gia biểu tỷ phối xong chưa mới vừa mở cửa mộ thanh âm liền dùng ánh mắt chờ mong nhìn hắn chỉ bất quá thanh âm của nàng vẫn là thanh hàng nhược cốc đây cũng không phải là cố ý mà là nguyên bản chính là thanh âm như vậy hơn nữa tính cách cũng tương đối yên tĩnh được rồi dịp hàng mời cô vào phòng sau đó mới lấy ra một bình thức ăn gia súc sau khi chị họ trở về có thể thử trước một phen nếu có hiệu quả có thể giúp em mở rộng không thành vấn đề mộ thanh âm nhẹ nhàng cười cầm cái chai trong tay giá cả có thể sẽ đắt hơn một chút trầm ngâm một lát dịp hàng lần nữa mở miệng nhắc nhở Mặt khác, quá trình chế tác của nó tương đối phiền toái, là một vị cao nhân truyền thụ cho ta độc môn bí phương, không thể truyền ra ngoài, mong rằng biểu tỷ thông cảm. Tôi hiểu. Mộ thanh âm hơi gật đầu, sau đó mày thanh tú nhíu lại, nhưng dịp hàng, cậu thật sự muốn bán loại thức ăn gia súc này. Nói như vậy, có lẽ sẽ bị người nghiên cứu ra tài liệu của nó, hơn nữa phỏng chế ra. Biểu tỷ yên tâm. Dịp hàng khóe môi lộ ra một vòng nhàn nhạt độ công, bọn họ nếu là có thể phỏng chế đi ra vậy thì do bọn họ đi chế tác nghe vậy trong đôi mắt đẹp của mộ thanh âm hiện lên một tia dị sắc nàng chăm chú nhìn dịp hàng hồi lâu lúc này mới nói ngươi muốn định giá gì nếu có hiệu quả ta tự nhiên sẽ giúp ngươi mở rộng vậy thì cảm ơn chị họ trước dịp hàng ngồi ở trên ghế tay phải ngón trỏ gõ lưng ghế chậm rãi mở miệng nói một bình một trăm viên ma tinh thạch một trăm viên. Mộ thanh âm nhất thời lắp bắp kinh hải. Không sai, một trăm viên. Giang hàng gật đầu. Cái này. Mộ thanh âm xinh đẹp tuyệt trần nhíu chặt, có đắt quá không? Có thể sẽ không có ai mua. Không đắt. Diệp hàng lắc đầu, chờ biểu tỷ ngươi thử qua thức ăn gia súc đối với con cá tác dụng về sau, sẽ cảm thấy một trăm ma tinh thạch, không chỉ không đắt, còn rất là đáng giá trong đôi mắt đẹp của mộ thanh âm lóe lên vẻ hồ nghi không phải nàng đối với dịp hàng không tín nhiệm mà là cái này định giá thật là quá cao chút ít cho dù là nàng cũng chưa chắc sẽ cam lòng mua anh thật sự có lòng tin cô nhìn không được lại hỏi một câu biểu tỷ trở về thử một lần sẽ biết dịp hàng cũng lười giải thích thêm trực tiếp nhún vai nói cuối cùng mộ thanh âm ông hoài nghi rời đi nàng lấy đi thức ăn gia súc Kỳ thật chỉ giá trị một viên ma tinh thạch là tiêu chuẩn bản loại này. Nhưng là dịp hàng tin tưởng, chờ nàng hiểu rõ thức ăn gia súc cường đại hiệu quả về sau, tất nhiên sẽ vạn phần mừng rỡ, một trăm viên ma tinh thạch giá cả, không chút nào đắt. Cậu nói đúng không, Zero? Dịp hàng cười khẽ vương tay, con miêu trong chậu gỗ bên cạnh nhảy dựng lên, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Miệng hơi mở ra, mơ hồ truyền ra một tiếng gầm nhẹ non nớt giống như một đầu thái cổ hung thú đang thức tỉnh. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 05. Tiến hóa phương hướng, cốt côn, cầu lai. Like. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chờ một chút. Đột nhiên, thần sắc dịp hàng cứng đờ. Mộ thanh âm này hiển nhiên vội và đi thí nghiệm thức ăn gia súc cho nên đi vội vàng, ngay cả chuyện lần trước nhờ vả cũng chưa kịp nói, cũng không biết cô có tra được thân phận của người đàn ông trung niên kia hay không. Chỉ có thể đợi lần sau. Diệp Hàng lắc đầu. Hắn cục mắt nhìn cô miêu trong lòng bàn tay đã lớn hơn mấy ngày trước một vòng, mắt lộ vẻ suy tư. Cô miêu hiện tại, bị vây trong trạng thái chưa tiến hóa. Mà nó tu vi cảnh giới, đã là ở vào hậu thiên trung kỳ điểm giới hạn, kém một bước liền có thể tiến vào hậu thiên hậu kỳ cảnh giới căn cứ vào sổ tay của người chăn nuôi tốt nhất là trước tiên thiên liền định ra lộ tuyến tiến hóa nếu không rất dễ dàng làm cho con đường tiến hóa phức tạp không chịu nổi tất nhiên rồi cũng có thể hoàn toàn không can thiệp vào sự trưởng thành của nó nhưng nói như vậy nó chính là một con côn bình thường không có thiên phú đặc thù nên cho nó ăn cái gì đây dịp hàng do dự hắn suy nghĩ một phen, phát hiện mình thật đúng là không có thứ gì tốt có thể cho tiểu gia hỏa này ăn. Thuốc tiên? Không. Kỳ trân dị thảo? Cũng không. Dịp hàng lục lọi toàn thân, phát hiện chỉ có 8 viên ma tinh thạch. Chẳng lẽ muốn cho nó ăn ma tinh thạch? Dịp hàng thở dài, nắm lên một cái đùi gà nướng trên bàn bên cạnh, không yên lòng gặm xong, liền tiện tay ném ở dưới chân. Thật lâu sau. Hắn lắc đầu, vẫn không nghĩ rõ nên cho cung miêu ăn cái gì. ngay lúc này, diệp hàng đột nhiên phát hiện xương gà dưới chân dĩ nhiên không cánh mà bay. chẳng lẽ sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi. lúc này mới phát giác cung miêu vẫn đợi trong lòng bàn tay phải, chẳng biết từ lúc nào đã trở lại trong chậu gỗ. xoẹt, diệp hàng thò tay ra nắm cung miêu lập tức lăn không bay lên, rơi vào trong tay hắn. người ở khoảng cách gần quả nhiên có mùi gà nướng. Mẹ kiếp. Dịp hàng nhất thời cả người đều không tốt, thiếu chút nữa tức giận học máu, ngươi vậy mà ăn vụng xương gà. Anh ấy đang trong tâm trạng ghen tuông tồi tệ. Về phần côn miêu thì ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẻ mặt vô tội. Đúng rồi. Dịp hàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, vội vàng nhắm mắt lại, ở trong đầu điều ra, côn một trăm triệu loại tiến hóa phương thức, nhanh chóng mở ra trang thứ nhất. Di, mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc, dĩ nhiên không phải tiến hóa theo hướng gà, mà là xương cốt. Điều này ngoài dự liệu của Diệp Hàng. Hắn vốn cho rằng, con miêu này đem cái kia trọn vẹn một cây xương gà nuốt vào, có thể sẽ hướng về gà phương hướng đi tiến hóa, nhưng trong sách trang thứ nhất hiện lên mà ra, cũng là một chữ. Xương. Một tờ giấy trắng sạch sẽ, mặt trên chỉ có một chữ đơn giản như vậy, móc sắc vạch bạc. Xương gà, cũng không phải hướng về gà phương hướng đi tiến hóa. Trong mắt Diệp Hàng hiện lên một tia sáng như có điều suy nghĩ. Như thế xem ra. Con này tiến hóa cũng không phải hoàn toàn là xem nó ăn là cái gì chủng loại, mà là căn cứ nó ăn vật phẩm cụ thể hình thái. Tỷ như hiện tại, nó rõ ràng ăn xương gà, lại hướng về phía xương cốt phương diện đi tiến hóa. Nhưng gà lại hoàn toàn bị lãng quên. Nói cách khác, Dịp Hàng trong lòng dần dần dâng lên một loại minh ngộ, vô luận nó ăn cái gì xương cốt, như vậy đều chỉ biết hướng về xương cốt phương hướng tiến hóa, vô luận cái kia xương cốt bên trong hàm chứa cỡ nào huyết mạch cường đại, nhưng chủ yếu tiến hóa phương hướng, vẫn là cốt. Miệng hắn nhếch lên ý cười nhàn nhạt, khó chịu vừa rồi hoàn toàn biến mất. Cốt công sao? Tự hồ, bộ dáng cũng rất tốt. Tân nhân sách mới cầu sưu tầm, cảm tạ chư vị đạo hữu thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 06. Bị cắt xén tu hành tại nguyên, cầu hoa tươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sự tiến hóa xảy ra một cách vô thức. Có lẽ là cái này xương gà tầng thứ quá thấp, cho nên hai ba ngày trôi qua, cung miêu cũng không có quá mức rõ ràng biến hóa, chỉ có trên đầu nhiều ra một cây nho nhỏ gai xương cái gai xương này tuy rằng ngắn nhỏ, nhưng có chút bén nhọn. Diệp Hàng thử dùng một thanh thiết kiếm, cẩn thận chém mấy đao, phát hiện không tổn hao chút nào, ngay cả dấu vết cũng không có. Sau đó hắn lại dùng sức chém một hai đao, kết quả vẫn không có vết thương. Ngược lại là lưỡi kiếm, xuất hiện một lỗ thủng thật nhỏ. Điều này làm cho Diệp Hàng kinh hỉ không thôi. Tuy nói thiết kiếm là thiết kiếm rác rưởi nhất, nhưng Côn Miêu dù sao cũng vừa mới bắt đầu tiến hóa, chỉ cần một cây xương nhỏ như vậy liền cứng rắn như thế tiềm lực của nó có thể tưởng tượng được sao cô ấy còn chưa tới một ngày này dịp hàng tu luyện côn bằng pháp xong há mồm phun ra một ngụm trọc khí hắn mở to hai mắt trong mắt hiện lên một tiên nghi hoặc theo lý mà nói thời gian ba ngày đã đủ để mộ thanh âm nhìn thấy hiệu quả cường đại của thức ăn gia súc mới đúng cô ấy sẽ không lo lắng thức ăn gia súc có tác dụng phụ cho nên ngay từ đầu cho ăn rất ít chứ. Rất có thể. Tuy rằng cùng mộ thanh âm tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được, cái này bề ngoài thoạt nhìn rất là thanh lãnh biểu tỷ, nội tâm cực kỳ cẩn thận. Cũng chỉ có khi đối mặt với người em họ này mới thoáng tan biến. Nhưng là dù sao, ở ngư long môn, mỗi người ngư sủng, liền đại biểu cho thân phận cùng với có được thực lực. Mộ thanh âm tự nhiên cũng không dám tùy tiện cho ăn lung tung. Hả? Đột nhiên, lỗ tai Diệp Hàng giật giật. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nhưng là nghe tương đối nặng nề, cũng không có mộ thanh âm nhẹ nhàng như vậy, cho nên người tới tất nhiên không phải mộ thanh âm. Ta ở ngư long môn, ngoại trừ biểu tỷ ra, hình như không có người quen. Diệp Hàng nhíu mày. Đúng lúc đó. Bùng. Một cổ đại lực trực tiếp đá văng cửa. Theo sát phía sau, một đạo bóng đen bắn nhanh mà đến. Diệp Hàng ánh mắt ngưng tụ, giơ tay bắt lấy, phát hiện là một cái túi nho nhỏ. Giây tiếp theo. Ngoài cửa mới truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc. Đây là tài nguyên tu hành tháng này của ngươi. Tài nguyên tu hành. Diệp Hàng giật mình, lúc này mới nhớ tới, phàm là đệ tử ngư Long Môn, mỗi tháng đều có thể đạt được một ít tài nguyên tu hành, chỉ bất quá hoặc nhiều hoặc ít, xem tu vi cá nhân mà định. Mà căn cứ vào ký ức, cái gọi là tu hành tài nguyên, kỳ thật chính là bị đánh nát ma tinh thạch, ẩn chứa năng lượng cực ít, gọi là ma tinh khối. Mở túi ra nhìn, quả nhiên. Bên trong có ba viên ma tinh khối đáng thương, to bằng hạt gạo. Ít như vậy. Dịp hàng nhíu mày. Theo hắn biết, tài nguyên tu hành của mỗi đệ tử hậu thiên hậu kỳ chính là 10 viên ma tinh khối mới đúng. Hiển nhiên, đây là bị cắt xén mặc dù dịp hàng hiện tại đối với chút ma tinh khối như vậy cũng không coi trọng nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận bị người cắt xén tài nguyên tu hành đồ của hắn không được phép ai lấy cũng không được ngại ít bên ngoài người nọ hiển nhiên nghe được dịp hàng tự nói thanh âm lần nữa truyền đến mang theo một tia cười lạnh chê ít có thể không cần có rất nhiều người nguyện ý muốn sau đó đó là tiếng bước chân đi xa trong mắt Diệp Hàng hiện lên một tia hàng ý, cùng miêu trong chậu gỗ đột nhiên nổi lên, phản phất như hóa thành một thanh phi đao, hưu một tiếng, lao ra cửa phòng. Giây tiếp theo. Ngoài cửa truyền đến tiếng hét kinh sợ, sau đó biến thành tiếng kêu thảm thiết. Diệp Hàng đứng dậy, bước nhanh ra khỏi cửa phòng. Không xa lắm đâu. Một gã thoạt nhìn chừng 20 tuổi nam tử trẻ tuổi lúc này đang nằm trên mặt đất, ông chân to kêu thảm thiết liên tục, máu tươi theo khe ngón tay của hắn không ngừng chảy xuống hưu côn miêu nổ tung mà quay về rơi vào trên bàn tay dịp hàng thân mật cọ cọ dịp hàng dĩ nhiên là ngươi ngươi đạp ngựa dám đánh lén ta một màn này để thanh âm nam tử trẻ tuổi kêu thảm thiết kia im bặt vẻ mặt kinh sợ dịp hàng mặt không chút thay đổi hắn đi lên phía trước từ trên cao nhìn xuống nam tử trẻ tuổi côn miêu ở trong lòng bàn tay hắn du dực một đôi mắt nhỏ nhìn chầm chầm đối phương, gai xương bén nhọn trên đỉnh đầu càng lóe ra ánh sáng nhạt, nóng lòng muốn thử. Ngươi Nam tử trẻ tuổi trong lòng hư nhược, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi có biết hay không, ở trong tông môn đánh lén đệ tử đồng môn, chính là trọng tội. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 7 thi công tiến hóa con đường, cầu hoa tươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không biết. Dịp hàng đôi mắt khép hờ, sắc mặt hờ hững nhìn xuống hắn, nhưng ta biết, các xén tài nguyên tu hành đệ tử trong môn, là ở đoạn tông môn căn cơ. Không biết tội này, lớn hay là không lớn. Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt đại biến. Hắn tự nhiên biết, nếu như cái tội danh này thật rơi vào trên đầu mình, tất nhiên sẽ gặp cực kỳ nghiêm khắc trọng phạt nếu là nghiêm trọng thậm chí sẽ bị phế bỏ tu vi trục xuất tông môn nhưng rất nhanh hắn bình tĩnh lại ngươi có chứng cứ không nam tử trẻ tuổi hít sâu một hơi cố nén đau đớn đứng lên phàm là muốn nói chứng cớ ai biết ngươi có phải hay không cố ý vứt bỏ mấy viên ma tinh khối sau đó cố ý vu oan cho ta ừm cũng đúng dịp hàng thờ ơ gật đầu thản nhiên nói vậy ngươi có thể chứng minh là ta đánh lén ngươi sao phạm là muốn nói chứng cớ ta lĩnh cá giống bất quá nửa tháng tả hữu lấy đâu ra thực lực đánh lén ngươi ngươi nam tử trẻ tuổi sắc mặt biến ảo bất định hắn kinh nghi bất định nhìn thoáng qua cá giống trong lòng bàn tay dịp hàng trong mắt xẹt qua một tia kiên kỵ con cá bột kia quá mức khủng bố phải biết tu vi của hắn chính là cấp độ hậu thiên hậu kỳ chuyên môn phụ trách phát tài nguyên tu hành cho đệ tử tông môn cảnh giới hậu thiên đệ tử tu vi tương tự hắn tự nhiên không dám cắt xén nhưng mà chỉ có như dịp hàng như vậy hậu thiên tiền kỳ đệ tử hắn mới có can đảm cắt xén tài nguyên tu hành mà những đệ tử này bình thường cũng là giận mà không dám nói gì ngay cả trước dịp hàng cũng là giống nhau lại không ngờ hôm nay lại ngã nhào thật ra hắn hiện tại lo lắng nhất chính là dịp hàng rất có thể trên bảng một cái tông môn bên trong cường giả nếu không trong tay làm sao có thể có thực lực đáng sợ như vậy cá giống chỉ là nửa tháng tuyệt đối không có khả năng đào tạo ra giống cá như vậy nghĩ đến đây lãnh ý trên mặt nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên biến mất không thấy cười nói sư đệ kỳ thật sư huynh chính là cùng ngươi nói đùa ngàn vạn lần không nên coi là thật mới tốt vậy sao đúng lúc này một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng nhiên vang lên sau lưng nam tử trẻ tuổi biến sắc hắn vội vàng chịu đựng đau đớn xoay người liếc mắt một cái liền thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của mộ thanh âm trên mặt nhất thời mất đi huyết sắc một mảnh tái nhợt mộ thanh âm đệ tử nội môn ngư long môn xếp thứ ba nổi tiếng với tính cách lạnh lùng từng bởi vì không kiên nhẫn một vị đệ tử nội môn khác điên cuồng truy cầu giận mà ước chiến sinh sinh đem hắn đánh thành trọng thương, vĩnh viễn phế đi một cánh tay của đối phương, bị cưỡng chế giam cầm ba tháng. Từ đó về sau, không ai dám trêu chọc nàng nữa. Mà trong nháy mắt này, nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên hiểu được chỉ là hậu thiên giai đoạn đầu dịp hàng, tại sao lại có ngang ngược như vậy cá giống. Chờ đã. Vẻ mặt anh đột nhiên cứng đờ. Dịp hàng. Hình như đã là hậu thiên trung kỳ. Vừa rồi hắn đau đớn khó nhịn, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có đi chú ý, cho tới bây giờ tìm tòi mới phát hiện, Diệp Hàng dĩ nhiên đã là hậu thiên trung kỳ tu vi. Các xén tài nguyên tu hành của đồng môn, tương đương với hủy căn cơ tông môn, tội không thể tha thứ, phải giết. Ngữ khí mộ thanh âm đạm mạc, giống như hàng băng ngưng kết. Tiếng nói hạ xuống. Cũng không đợi nam tử trẻ tuổi kia giải thích cái gì, một vệt kiếm quang lóe lên trong tay hắn, phốc một tiếng, trực tiếp chặt đứt cổ họng của hắn đa tạ biểu tỷ ra tay. Diệp Hàng mỉm cười, mặt không đổi sắc nói. Mộ thanh âm tại ngư long môn địa vị dù sao cao một chút, là nội môn đệ tử, cho nên vết nam tử trẻ tuổi kia cũng không có gì, dù sao hắn đích xác các xén đồng môn tu hành tài nguyên. Sau đó, tự nhiên sẽ có người của bộ chấp pháp đi điều tra. Việc nhỏ mà thôi. Vẽ lãnh đạm trên khuôn mặt xinh đẹp của một khanh y thoáng tan biến, khóe môi nàng nhếch lên, nhấc lên một nụ cười khẽ, có hai tin tức tốt, người muốn nghe tin nào trước? Vào nhà rồi nói. Diệp Hàng cười nói, hắn liếc thi thể một bên, trong lòng không khỏi khẽ động. Lại nói tiếp, thi thể coi như là một cái phân loại lớn, như vậy nếu là để côn miêu ăn thi thể, sẽ tiến hóa thành vật gì? Thi côn. Nhìn côn miêu du dực trong lòng bàn tay, Diệp Hàng thoáng do dự một chút, liền lập tức phủ định dự định trong lòng. Cho dù muốn thử, cũng là chờ ở hệ thống thương thành mua côn miêu mới lại đi thử hắn đã quyết định rồi cái này đã bắt đầu hướng tới cốt côn tiến hóa côn miêu liền để cho nó một mực hướng về phương hướng này đi phát triển miễn cho bị cái khác tiến hóa lộ tuyến quấy nhiễu biến thành tứ bất đồng ngược lại không ổn dù sao côn miêu này chính là hắn trước mắt lớn nhất bảo thân thủ đoạn không thể có bất kỳ sơ xuất thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 08. Thất phu vô tội, cầu hoa tươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trong phòng. Diệp Hàng và Mộ Thanh Âm ngồi đối diện nhau. Không có trà ngon, không mời biểu tỷ uống. Diệp Hàng tự rót một ly trà thô, lúc này mới mở miệng nói, ta đoán, một tin tức tốt trong đó có liên quan đến thức ăn gia súc. Mộ Thanh Âm nhăn mũi, hiển nhiên ngửi được mùi. Người đoán không sai. Cô nhìn lá trà trong chén dịp hàng. Chỗ tôi cũng có trà ngon, bình thường cũng không uống, để cũng để, mấy ngày nữa mang tới cho anh. Diệp Hàng cũng không khách khí, trực tiếp gật đầu. Thức ăn gia súc, hiệu quả thực sự rất tốt. nhắc tới thức ăn gia súc sự tình, Mộ Thanh Âm trong mắt đẹp ánh sáng chớp động ta còn cố ý tìm một cái bình thường cá giống, nuôi nấng một chút, trưởng thành tốc độ rõ ràng muốn so với những thứ khác nhanh hơn không ít. Sau khi quan sát hai ngày, ta mới bắt đầu nuôi tiểu tử. À, quên nói, tiểu tử chính là bản mệnh ngư sủng của ta, nàng đã dừng lại ở tiên thiên tiền kỳ trọn vẹn một năm thời gian, nhưng tại ăn thức ăn gia súc về sau, thậm chí có đột phá dấu hiệu. Nói tới đây, mộ thanh âm khó nén vui sướng, thanh âm luôn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng đều trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chúc mừng! Diệp Hàng mặt cười nói vui vẻ, như vậy hiện tại biểu tỷ cảm thấy, 100 viên ma tinh thạch giá cả, đắt hay là không đắt? Không đắt chút nào. Vẻ mặt mộ thanh âm trở nên nghiêm nghị, nghiêm túc nói, nhưng Diệp Hàng, ngươi nhất định phải hiểu một chuyện. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Ta biết. Đôi mắt Diệp Hàng hơi nheo lại, Chị họ không cần lo lắng. Hắn làm sao có thể không rõ đạo lý này? Nhưng là hiện tại, hắn đích thật là quá thiếu ma tinh thạch. Đây là duy nhất có thể nhanh chóng kiếm lấy ma tinh thạch phương thức. Mộ thanh âm lộ ra nụ cười. Ngươi hiểu rõ là được rồi. Trong lòng nàng nghĩ, thức ăn gia súc kia tất nhiên không phải dịp hàng tự mình nghiên cứu chế tạo ra. Phía sau khẳng định có một vị cao nhân thần bí khó lường chỉ điểm. Cho dù có người mơ ước, hẳn là cũng không sợ sở dĩ nhắc nhở một câu bất quá là vì để cho mình an tâm một chút còn có một chuyện tốt sao diệp hàng cười hỏi đương nhiên là người lúc trước anh bảo tôi điều tra trong đôi mắt đẹp của mộ thanh âm hiện lên một tia dị sắc nhẹ giọng nói đó là một đệ tử nội môn lâu đời gọi là mộ dung vô nghiệp ngươi cùng hắn có xích mích có một chút diệp hàng sắc mặt rất là bình tĩnh lúc nhận cá giống hắn cho ta năm con cá giống nửa chết nửa sống. Nếu không phải vừa vặn có thức ăn gia súc, chỉ sợ một con cũng nuôi không sống nổi. Nghe vậy, đôi mày thanh tú của Mộ Thanh Âm lập tức dựng thẳng. Nàng cười lạnh một tiếng, nói: "Vừa vặn. Tiểu tử sắp đột phá tiên thiên trung kỳ, là thời điểm hảo hảo tôi luyện một phen để cảnh giới của nó có thể vững chắc." Ngụ ý: Chỉ chờ nàng sủng vật tiểu tử đột phá sau đó. Liền muốn đi ước chiến cái kia mộ dung vô nghiệp Vì dịp hàng trút giận Dịp hàng từ chối cho ý kiến cười cười Hắn cũng không tại chuyện này thượng diện nhiều lời Mà là tiếng nói vừa chuyển Mở miệng hỏi Này thức ăn gia súc Không biết có hay không những người khác muốn mua Có Mộ thanh âm phất nhẹ bên hông Lấy ra một tấm thẻ bạc trực rỡ Bất quá Ta cũng không nói ra là ngươi đang bán thức ăn gia súc Tấm thẻ này có thể ở trong tông môn lấy ma tinh thạch trị giá hai trăm dịp hàng gật đầu hắn không nói hai lời lấy ra ba bình thức ăn gia súc đưa cho mộ thanh âm trong đó một bình là cho biểu tỷ ngươi mộ thanh âm chần chờ một chút nhận lấy trong tay trên khuôn mặt trắng nõn của nàng hiện ra một vệt đỏ ửng xấu hổ nhỏ giọng nói vì để cho tiểu tử đột phá ma tinh thạch của ta thiếu chút nữa dùng hết chờ có lại cho ngươi chị họ. Thanh âm Diệp Hàng bỗng nhiên nghiêm túc, hắn nhíu mày lại, ngươi nếu còn coi ta là em họ của ngươi, thì đừng nói những lời như vậy nữa. Nếu thật sự muốn cảm tạ, vậy giúp ta đẩy mạnh tiêu thụ mấy bình thức ăn gia súc, so với cái gì cũng tốt hơn. Mộ thanh âm ngẩn người, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn hắn. Sau một lúc lâu, nàng giãn mặt cười, giống như băng tuyết tan băng, ánh mặt trời dường như đều trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Được. Lúc này mới đúng. Chị họ, mỗi lần chị bán cho em 5 bình, em sẽ cho chị một bình thức ăn gia súc đặc chế, hiệu quả mạnh hơn bình thường rất nhiều. Còn có thức ăn gia súc đặc chế? Mộ thanh âm kinh ngạc. Đương nhiên là có. Diệp Hàng gật gật đầu, nghiêm túc nói, thức ăn gia súc đặc chế, so với thức ăn gia súc bình thường hiệu quả cao hơn khoảng 5 thành. Cái gọi là đặc chế bản, kỳ thật chính là trang bị thức ăn gia súc. Một lọ, hệ thống thương thành bán 10 viên ma tinh thạch. Nếu là mộ thanh âm thật có thể giúp hắn bán đi 5 bình tiêu chuẩn bản thức ăn gia súc, cho dù cho nạn 5 bình tinh trang bản thức ăn gia súc cũng không thành vấn đề, ổn định kiếm không bồi thường. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 09 sợ hãi cầu lai like. bạn đang nghe tại truyện chấm audio khoảng năm thành nghe vậy mộ thanh âm khẽ nhếch miệng thoáng thất thần nàng đã thí nghiệm qua thức ăn gia súc hiệu quả tự nhiên rất rõ ràng lại đề cao năm thành là cái dạng gì khái niệm quả thực có thể xưng là khủng bố dịp hàng do dự một chút mộ thanh âm vẫn nhìn không được hỏi thức ăn gia súc này không có tác dụng phụ gì chứ Diệp Hàng lơ đến cười cười. Hắn đã sớm biết, mộ thanh âm nhất định sẽ hỏi hắn vấn đề này. Sau tất cả. Trong ngư long môn, sủng vật của mỗi đệ tử đều đại biểu cho thực lực cá nhân. Cũng có thể nói, thực lực của đệ tử ngư long môn, một bộ phận rất lớn, đều ở trên người sủng vật của ngư long môn. Đây là bởi vì bọn họ tu luyện công pháp gây nên. Biểu tỷ tỷ xem đi. Diệp hàng chậm rãi đưa tay phải ra, hơi nước trong lòng bàn tay bốc lên. Phục. Một bên, con miêu trong chậu gỗ nhảy lên thật cao, giống như một cái đứng đầu nhảy cầu vận động viên, vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, ở cái kia hơi nước bên trong nhẹ nhàng bơi lội. Đây là cá giống của ngươi, làm sao vậy? Di, chờ chút, cảnh giới của nó. Mộ thanh âm đôi mắt đẹp nhất thời mở to. Hậu kỳ hậu thiên. Khóe môi dịp hàng công lên một đường công nhàn nhạt ba ngày trước, Côn Miêu vẫn là hậu thiên trung kỳ cùng hậu kỳ điểm giới hạn, mà hôm nay ba ngày trôi qua, nó dĩ nhiên là tiến vào hậu thiên hậu kỳ cảnh giới. Về phần gai xương trên đầu, thì là trục trở về. Bí mật của Côn Miêu tạm thời không cho mộ thanh âm biết thì tốt hơn. Cũng may. Gai xương trên người nó sinh ra, là có thể thu hồi lại, ở một số thời điểm có lẽ còn có thể xuất kỳ bất ý, trở thành thủ đoạn công kích trí mạng. Cái này mộ thanh âm hơi dại ra nghẹn họng nhìn trân trối cô nhớ rất rõ mấy ngày hôm trước lúc tới giống cá này hình như là khoan đã mấy ngày hôm trước hình như cô không cố ý đi xem nhưng có thể khẳng định chính là nửa tháng trước dịp hàng cá giống chỉ là hậu thiên tiền kỳ mà thôi lúc này mới nửa tháng a mộ thanh âm khó có thể tin ngước mắt lên nhìn về phía dịp hàng lúc này mới kinh nhiên phát giác hắn đã là hậu thiên trung kỳ tu vi tốc độ như thế, so với nạn lúc trước còn nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà so sánh mà nói. Càng thêm khó có thể tin vẫn là cá bột, bởi vì dịp hàng tu vi có thể lý giải là sau lưng cao nhân chỉ điểm, như vậy cá bột tăng lên nhanh như vậy, chỉ có thể có một nguyên nhân. Thức ăn. Không hề nghi ngờ, thức ăn gia súc dịp hàng sử dụng, tất nhiên là thức ăn gia súc đặc chế hiệu quả tăng lên năm thành so với thức ăn gia súc bình thường, nếu không trưởng thành tiến cảnh không có khả năng nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, đôi mắt đẹp của mộ thanh âm không khỏi nóng lên. Bất kể đệ tử ngư long môn nào cũng tuyệt đối không thể cự tuyệt. Nào, biểu diễn cho chị họ một chút. Diệp Hàng đưa tay kia ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cung miêu, cười dài nói. Biểu diễn. Đôi mắt đẹp của mộ thanh âm chớp chớp, ánh mắt lộ vẻ tò mò. Si. Đột nhiên, cung miêu nổ tung mà ra, phản phất hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh kinh người, phốc một tiếng trực tiếp đem đại môn xuyên thấu, sau đó trong nháy mắt liền quay lại, rơi vào trong lòng bàn tay Diệp Hàng. Toàn bộ quá trình, vẻn vẹn chỉ chừng ba giây. Thấy một màn như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của mộ thanh âm nhất thời biến sắc, thân thể yêu kiều đột nhiên cứng ngắc, khiếp sợ nhìn chầm chầm du dực nhàn nhã trong tay Diệp Hàng, giống như cá non, vô hại. Thật lâu sau, thân thể nàng mới dần dần thả lỏng, miệng nhỏ khẽ nhếch phun ra một ngụm đàn hương vừa rồi phản ứng của mộ thanh âm là một loại hành vi tự phòng ngự đây là bởi vì trong nháy mắt cá giống kia lao nhanh ra lại làm cho nàng cảm nhận được một loại nguy cơ nhàn nhạt phải biết rằng nàng chính là tu sĩ tiên thiên cảnh trung kỳ hậu thiên và tiên thiên mặc dù chỉ cách nhau một đường nhưng lại có chênh lệch rất lớn có thể nói một gã tiên thiên tiền kỳ tu sĩ có thể thoải mái ứng phó hơn 10 tên hậu thiên đỉnh tu sĩ, hai người trong cơ thể khí có bản chất bất đồng. Nhưng hiện tại một con cá non hậu thiên hậu kỳ lại làm cho cô cảm thấy nguy cơ. Đổi lại là dĩ vãng, là không thể nào. Và quan trọng nhất, bên hông nàng thắt một cái túi nước nhỏ, đang dốc lòng đột phá, tiểu tử đột nhiên bị đánh thức. Tin tức truyền cho cô, dĩ nhiên là sợ hãi. Cầu sưu tầm, cầu hoa tươi, cầu thập phần đánh giá phiếu thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 10. Đêm nay liền nấu uống cung canh, cầu lai. Like. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đối với yêu tộc mà nói, một người trong đó đối với người kia sinh ra cảm giác sợ hãi, đơn giản là hai loại khả năng. Thứ nhất, tu vi áp chế. Thứ hai, huyết mạch áp chế. Mộ thanh âm nhẹ nhàng vuốt túi nước nhỏ, làm cho ngư yêu tiểu tử sao động an tĩnh lại, nhưng nội tâm của mình làm sao cũng không cách nào bình tĩnh. Không thể nghi ngờ. Loại thứ nhất khả năng cũng không tồn tại, bởi vì tiểu tử so với dịp hàng ngư sủng tu vi càng cao, vả lại kém một cái đại cảnh giới. Cho nên chỉ có thể là loại thứ hai. Huyết mạch áp chế. Cá giống là tông môn thống nhất phát ra, đều là ngư long lão tổ huyết mạch hậu duệ, chúng nó trong cơ thể huyết mạch, chỉ có mỏng manh cùng nồng đậm phân chia. Nhưng là huyết mạch nồng đậm, tông môn làm sao có thể sẽ phát cho ngoại môn đệ tử. Mộ thanh âm thầm thì thầm trong lòng. Nàng chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân, đó chính là dịp hàng chế tác cái loại kia thần kỳ thức ăn gia súc gây nên. Thức ăn gia súc có thể tinh khiết huyết mạch yêu tộc. Mộ thanh âm hít sâu một hơi, ngực phập phồng, nàng không dám tưởng tượng, một khi bị cường giả yêu tộc biết được, sẽ nhấc lên sóng gió đáng sợ cỡ nào. Thậm chí, toàn bộ ngư long môn, cũng có thể bởi vậy mà bị yêu tộc điên cuồng sang bằng. Cũng không biết, Diệp Hàng có hiểu rõ việc này hay không? Chị họ. Đúng lúc này, tiếng giang hàng cười khẽ vang lên, hiện tại cảm thấy, thức ăn gia súc này có tác dụng phụ sao? Hắn lại không biết mộ thanh âm lại não bổ nhiều chuyện cổ quái như vậy. Cho dù biết, cũng chỉ là cười trừ. Tinh khiết huyết mạch. Vớ vẩn. Bất quá là bản thân côn áp chế huyết mạch ngư yêu mà thôi. Đừng nói một con ngư yêu bình thường này, cho dù là yêu quái của ngư long môn lão tổ, huyết mạch ngư yêu hóa rồng trong tinh đồn kia, ở trước mặt bá chủ côn trong nước cũng căn bản không đáng nhắc tới. Mộ Thanh âm phục hồi tinh thần lại, do dự một lát, không nói ra chuyện tinh khiết huyết mạch. Trong mắt cô ấy Diệp Hàng tuy rằng chiếm được cao nhân chỉ điểm, hơn nửa thoạt nhìn thành thục rất nhiều, nhưng cuối cùng tuổi còn nhỏ, chỉ có 17 tuổi mà thôi. Vạn nhất hắn đem hiệu quả tinh khiết huyết mạch dùng để tuyên truyền, vậy thì xong đời. Tin rồi. Mộ thanh âm nhẹ nhàng gật đầu. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, đem ba bình thức ăn da súc bỏ vào thắt lưng trữ vật bên hông, ta đây đi trước. Ngươi yên tâm, không bao lâu nữa, toàn bộ tông môn đều sẽ dùng thức ăn gia súc của ngươi mộ thanh âm nghĩ rất đơn giản nếu như chỉ có một số ít người sử dụng loại thức ăn gia súc này như vậy chuyện có thể tinh khiết huyết mạch tất nhiên không giấu được bởi vì ăn thức ăn gia súc sẽ sinh ra huyết mạch uy áp đối với những người không ăn thức ăn gia súc cho nên chỉ có thể làm cho toàn bộ tông môn ngư yêu đều lấy dịp hàng thức ăn gia súc làm thức ăn mới có thể không khiến cho hoài nghi a à, tối thiểu trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trong lòng mộ thanh âm thì thào, xoay người đi ra cửa phòng, phiêu nhiên mà đi. Diệp Hàng nhíu mày. Hắn ngưng mắt nhìn mộ thanh âm rời đi bóng lưng, trong lòng nghi hoặc, không biết nàng vì sao đột nhiên thoạt nhìn tâm sự nặng nề dáng vẻ. Trái tim phụ nữ, kim đáy biển. Lắc đầu, Diệp Hàng cũng lười suy nghĩ nhiều. Tóm lại, cái này tiện nghi biểu tỷ người rất không tội, khắp nơi tại vì hắn suy nghĩ. Trên thực tế, ngay từ đầu trên người hắn viên kia sắp dùng hết năng lượng ma tinh thạch, chính là mộ thanh âm cho. Nếu không, với tu vi hậu thiên tiền kỳ của Diệp Hàng, làm sao có thể có được ma tinh thạch? Một tháng cũng chỉ có mấy viên ma tinh khối to bằng hạt gạo mà thôi. À, nên tìm chút xương cốt đi. Diệp Hàng nhìn côn miêu trong lòng bàn tay, chép miệng một cái. Nếu đã quyết định để cho nó một mực hướng về cốt côn, phương hướng tiến hóa, vậy phải toàn lực ứng phó để cho nó căn cứ vào sổ tay của người nuôi côn trùng giới thiệu, sau khi chọn một loại lớn, liền để côn trùng ăn liên tục. Xương cốt càng tốt, côn miêu tiến hóa càng nhanh. Tỷ như, di cốt của sinh linh tiên thiên cảnh, so với di cốt của sinh linh hậu thiên cảnh mang đến cao hơn rất nhiều. Một khối ít nhất cũng bằng 10 khối. Hơn nữa, đúng như lời mộ thanh âm nói. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Ta phải lấy tốc độ nhanh nhất, tại ngư long môn bên trong, có được không nhìn hết thảy uy hiếp thực lực. Nghĩ đến đây. Diệp Hàng lập tức ngồi không yên, đứng dậy liền đi ra khỏi phòng. Rồi sau đó liếc mắt một cái liền nhìn thấy thi thể nam tử trẻ tuổi kia nằm ngổn ngang trên mặt đất, máu tươi từ cổ không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ mặt đất. Hưu. Đột nhiên, cung miêu trong lòng bàn tay nổ tung ra. Diệp Hàng sửng sốt, sau đó mạnh mẽ hiểu được tính toán của nó, vội vàng rống giận nói. Câm miệng. Ngươi mẹ nó nếu dám ăn thi thể kia một ngụm, lão tử buổi tối hôm nay liền đem ngươi hầm, uống công thang. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.